Rồi bạn giao con qua bên kia nha. Ngày mai bà Hai Lúa với bạn của bà Hai Lúa đi về Sài Gòn đúng không? Ừ. Thì để con mèo bên kia. Hai người thức dậy thì xách mèo đi luôn. Giờ ăn pate uống nước cái. Nó khôn quá trời. Để cát vô biết tự động bơi mà đi ỉ luôn á. Rồi ăn uống cho no nê mới lên đường nha. Ừ. Không khôn lắm á, chứ mấy con khác là không biết vụ này. Ngon hả con? Ừ. Nó kêu ngon ngon hay ngoan ngoan? Không, mấy kêu nó tên là ngoan đi, đúng không? Về gắn chăm nha, nó khôn cực kỳ luôn. Mấy con kia sao chết? Không, bà lụm về bao nhiêu con? Còn mấy con kia chết hả? Dạ. Thôi giờ họ hậu tống qua bên kia nè. Đây à, tức là mình vẫn ở nhà mèo này. Còn bà Hai Lúa với bạn của bà sẽ đem qua bên kia. Tại vì bên kia có phòng cho hai người nghỉ ngơi. Rồi đem mèo bánh luôn. Rồi mời hai bà khởi hành lên đường thì xách mèo đi luôn. Vậy đó. Thì giờ có gửi cho cái giỏ nè. Cái nệm nè. Bạn của bà tên gì quên? Tên Phụng đúng không? Ừ. Lần đầu tiên Phụng nuôi mèo. Lần đầu trong đời nuôi mèo quá gì. Không có kinh nghiệm nhiều. Mà thôi, có người nuôi đỡ hơn không? Đỡ hơn làm mèo hoang. Hồi sáng tới giờ á, tôi tiếp xúc với con này thì tôi không dám lại gần khay thúi luôn. Nó đi đường vòng cho rồi chứ. Cho tôi mang dép vô hậu tóc bên kia luôn nè. Thằng nghiệp quá, vừa vô đi mà vừa ăn ngon lành kìa. Chắc cho ăn thêm đi. Chắc cho ăn thêm đi, cậu coi ăn vui vẻ. Rồi hộ tống nè bà Hai Lúa nè. Cái này là bà Hai Lúa, là bà chủ lụm con mèo này, coi như chủ đầu tiên của nó. Còn người này ở Sài Gòn, ở Sài Gòn qua chơi sao hốt mèo ta đi luôn. Mà thiệt chứ bà Hai Lúa bà không có thời gian nuôi. Bà nuôi mèo một là chết, hai là mất không à. Tại mất làm công chuyện đó. Ở nhà may đồ phải không xem à, bà Hai Lúa ở nhà may đồ. Tại phải làm công chuyện rất là nhiều. Nhà hàng xóm nó chơi nhà của ba tôi. Không xây nhiều phòng, không xây chủ yếu là cho người ta ở đó. Cái quần của bà Hai Lúa bà tự may. Đồ bà mặc là tự may không đó. Không có tốn tiền mua đồ. Từ đây đi qua thôi cũng đủ mỏi chân rồi. Cái video hôm nay là lần cuối cùng nhìn thấy con mèo này. Lần sau là không thấy nữa đâu. Con này tinh ngoan nha, được không? Đặt tinh ngoan nha. Mèo. Tức là Sim nó lụm về rồi cho nhỏ kia đem Sài Gòn luôn. Xem lại này Sim nè. Ở trong vòng ghiền. Con mèo từ vòng ghiền giờ đem lên Sài Gòn. Tức là ở dưới vòng ghiền lên tới đây thành thị. Rồi ngày mai khởi hành đi Sài Gòn luôn nè. Hết thấy luôn rồi đó. Ừ. Chạy không ra. Chơi đi phượt chơi cho vui vậy đó. Hai chiếc. Ủa là một chiếc hai người. Rồi giờ đem vô phòng sao? Nó la không? La quá thì sao ngủ? Không, bây giờ nếu ở để không đợi. Không, đem vô phòng là phải có mền cho nó. Có mền có nệm. Quên đâu cái nệm còn giữ không? Rồi đặt tên con là Ngoan nghe chưa? Nghe Ngoan. Tại vì tính tên ngon mình cái giọng kêu giống tên Ngoan quá. Ừ, kêu Ngoan đi. Ừ. Rồi có cái phòng này. Ông xây quá trời nhiều phòng đi. Rồi. Ê trong này con chó nó vô một cái là con mèo đi bụi. Nó nghe tiếng người là nó kêu, còn không nghe tiếng người nó ngủ. Như vậy là để chung phòng của nó luôn. Phòng nào? Phòng 2 ha. Không. Nó nghe có người là nó la hoài à, còn không có người nó ngủ. Vậy là bỏ vô toilet. Ở đây có ai không? Đó, ở đây không ai. Ở không ai thì không sao. Nhưng mà cho nó một cái mền mới được. Cái mền đây cái này là có cái mền hồi đó đắp con chó. Nhắm này cầm đi. Nhắm cái ghê nè. Đây. Là lần đầu nuôi mèo, gắn nuôi cho nó sống nha. Chị ơi, lo gì chị này?
Trời ơi, mèo khó nuôi, mèo con khó nuôi lắm, không phải giỡn đâu à. Con nào mà khó nuôi là cái con đó rất khùng. Con này nó đi xe từ Dòng Ghiền lên tới đây rồi đó. Giờ đi được một đoạn đi Sài Gòn nữa nè. Không sao, không sao, phải kính. Tối trời lạnh khủng khủng khiếp. Nó không có mệt đâu. Trời trời lạnh giả man luôn. Nói nghe, rồi. Bữa nào hỏi thăm xem mà biết liền sống hay chết à. Nào hỏi thăm coi con ngoan nó còn sống không biết liền, đúng không? Bữa hổm thì gặp Ruby, bữa nay gặp hay lúa với nhỏ này cũng mèo, nói chung là liên quan tới mèo không à. Mền à. Đưa mền cho hai bạn ngủ. Gì vậy? Con nào là lập cái ổ đó vậy? Là con nào? Con gì? Dạ. Ồ. Ngẫu vậy? Nó phúc đổ nó đỏ mà nó đỏ, người ta nhìn từ tưởng là lầm. Trời nó đỏ là ướt mà hai ba cái mền luôn mà giặt không ra. Đó để đó, tại vì ngày mai đi về là đi về Sài Gòn luôn phải không? Mấy giờ về? Mấy giờ? Thì 8-9 giờ cái chưa trưa. Sáng xong rồi mới về. Tôi nói từ sáng tới giờ tôi đụng con mèo đó là tôi không có dám vô bầy mèo nhà tôi luôn. Tắm rửa rồi cũng chưa có dám vô luôn. Thấy sát trùng này nọ mới dám vô. Rồi phòng ốc ok ha. Quên đóng cửa hay không, chó vô cái xử ra nè. Mai tôi khỏi cho hai người về luôn. Chó ở đây luôn. Con mèo có gì ở đây luôn nha. Mới đầu vậy nè. Tôi nghe kêu, tôi nghe nó kêu. Mà tôi nói người nghĩ là mẹ nhà nó đẻ. Kêu la vậy trời vậy đó. Cái tôi nói tưởng là mẹ nhà nó đẻ. Mà nó đói. Thôi tôi tóm tắt cho nhanh gọn để con mèo thấy bà nãy nhạo vô ôm liền, rồi bà đâu có nuôi được đâu. Bà nhờ chị ba chăm sóc giùm, mà bà cứ đi Sài Gòn đi làm công chuyện đâu có giữ được, sợ mèo mất. Rồi bà này qua nhà bà chơi rồi sẵn sinh, mừng quá cho luôn. Mà chưa, cái lúc mà đi á, 4 giờ sáng chạy tới Gạch Giá, đi kiếm nhà trọ khách sạn nghỉ. Bước vô một cái khách sạn, người ta nghe tiếng mèo kêu người ta đuổi hai người ra liền. Tại người ta nói đầu năm đầu tháng không có cho mèo vô, rồi hai người không biết đi đâu, cái đi vòng vòng kiếm quán võng nằm. Nghe nói không phải một chỗ đâu, có nhiều chỗ á, đem con mèo vô nghe nó kêu meo meo bắt đầu người ta khó chịu liền. Người ta dị đoan cái gì à, mèo vô nhà là khó, chó vô nhà là xui. Ủa sao khấy thúi đó, sao vô nhà mà êm quá vậy? Nó cũng là do con người thôi. Mắc cười ở chỗ á, nói mèo vô nhà là xui, nhưng mà con mèo nó đẻ giành cái nhau của người ta cho bằng được vậy đó. Ê sao ngược ngạo dữ trời. Con mèo cho là xui mà lại thích cái nhau mèo. Gặp mèo thì đánh đuổi, còn thấy cái nhau mèo là giành cho đặng cho được, hoặc là xin người ta. Tôi thấy nhiều người vậy lắm, thiệt á. Cho dù làm đủ mọi cách để có cái nhau mèo mà không có thương mèo cũng không có hên nổi đâu. Trừ khi con mèo nào tự động cho cái nhau, hay là đi ra ngoài đường gặp cái nhau mèo là coi như nó quý, nó tặng cho mình. Cho dù nó không biết mình là ai mà mình thấy cái nhau mèo cũng là coi như mình có duyên với nó. Chứ đừng có nghĩ bỏ tiền ra mua cái nhau mèo về là hên. Làm vậy mấy cái đứa mà nó không thương mèo á, nó bắt con mèo đẻ xong nó ăn cắp cái nhau mèo, nó bán cho người ta. Dùng cái số tiền mua cái nhau mèo vậy cũng không có hên nổi đâu. Tôi nghĩ tạo nghiệp thêm á. Này là tôi nghĩ thôi nha. Tối nay không biết làm gì, bà hay lúa gì nhỏ này đi vòng vòng bẻ trái cây. Ôi con nhỏ này nó không vô nhà là nó hái cái gì ngoài kìa. Là sao? Tức là ăn vô mất vị giác hả? Đây là trái thần kỳ, ăn vô mình sẽ bị đánh lừa vị giác. Không cay không chua đúng không? Cay, chua, không chua. Thế rồi không có vô nựng mày được đâu nha, lỡ nựng mèo con kia rồi bữa nay nguyên ngày không quay thấy thúi luôn. Ô cái ấm trà mới quá dữ, quá tươi luôn. Nghe đất rồi ấm trà này mà để trong nhà mèo chắc tự quỷ quá. Nhất là trong game có trà luôn đây hả? Đặng nè. Game gì? Rise of Kingdom là game gì vậy? Thì nói gì cho mèo ấy. Rồi nó pha trà cái rủ ông già ra uống nón trà luôn nè. Nè mấy cái bánh mua ở siêu thị Sài Gòn chưa ăn luôn. Còn cái ghế đó tôi sẽ cho con dẻ vô. Gà đây uống trà đàm đạo nè dẻ. Con mèo ba lụm đó, nó mập như con heo rồi. Nói con mèo này có mạng đế dương, gặp chó mà không chết. Nói mấy con heo con mèo lớn cái này mà nó cũng giật chết nó chết mà.
nó có xíu mà nó cái người tối, nó người tối không dám lại lại giật nó xuống đâu con này. Dạ nó chịu không con? Thử thôi không ăn nữa. Thử cho vui thôi. Giờ nó mập quá. Ủa tao nhớ rồi, hồi nhỏ nó màu, nó màu khác hả mày? Màu đó luôn. Giờ có đồ ăn ngon là vui liền, giờ mặt đang quạo nè. Có cái gì ngon ngon là vui liền. Thôi còn cái cánh gà đó ướp thì họ cho nó không ăn đâu. Cánh gà ướp không ăn. Cái nào cũng ướp hết chứ. Đùi gà cũng ướp luôn nè. Nè cái này đùi gà mở ra ăn liền. Ở siêu thị không biết ngon không? Hả? Đâu là cái cái này cái gì? Không toàn là được. Khô gà nè, khô gà này được nè. Thôi. Mà cái này đây kìa, tò mò kìa, đây là cái gì kìa? Nó cái gì chân gà cây. Ôi cái này hot lắm. Chút thử xé ăn thử coi ngon không? Của người ăn, người ăn nhưng mà mèo ăn ké. Ở đó coi chừng nó đang ngồi ghế mà ẩm, coi chừng nó quạo nghe. Dạ, trời ơi. Nè nè cho dễ ăn khô gà. Mày là tao đem ra sáng rồi tao không cứu mày, chắc bây giờ mày chắc đi đầu thai rồi. Ăn liền hết chưa? Ngọt quá vậy. Ngọt hả? Mình coi có cái mặt ảnh kìa. Nhỏ xíu mà nó lại nó giống ngừ lại đen chó. To này. Dữ dội. Nói chung mấy cái bánh này cũng thấy lạ lạ, mua về thử, chưa thử bao giờ, coi ăn cái nào ngon. Ăn ngon thì cho đánh giá đi, để mua về thêm. Đi siêu thị thấy gì lạ lạ mua về à? Nhớ mày có nhớ tao không mày? Nhớ mày. Hỡi kìa. Bữa đó nếu mà tao không chịu đi kiểu thức sớm là mày về cũng tiêu rồi. Coi cái mặt lại trong tấm đường có thôi rồi. Thánh đi phượt đó. Ngon, cái này ngon. Với cái màu nó đẹp. Xách đi một lần nổi cơ bắp quá nặng. Con này có 5kg ngoài. Quá mập. Trời ơi mặt nọng lắm nghe. Ngầu tiệt mà con này ngầu tiệt. Năm nay là năm con mèo, mèo ngồi uống trà chung, đàm đạo chung với người luôn. Con nhỏ nó ngồi với đúng rồi. Cho nó uống rượu thử rồi nói. Con coi nó uống rượu với nó quậy lắm à. Bình thường tôi đỏ tóc nó quạo nó chửi, tại này nó thấy đông người nó không dám chửi á. Im ghê. Im ghê luôn. Ồ bình thường đội vô mày chửi mày làm thấy ghê, bữa nay mày hiền quá hả mày? Hai thằng châu. Người ta nó cho mày vào chuồng không? Tháo qua cho mày vô chuồng khỏi ngồi đây giật miệng nha con. Ừ, con chó hay con mèo gì ăn sô cô la cũng ngộ độc hết trơn á nha. Còn đi nó cái trời ơi, trời ba mẹ mày dễ ơi dễ. Này xé Trung Quốc ăn nha, ăn liền nè. Quốc luôn. Để giờ giống trên TikTok rồi. Cái nào xé, cái nào xé là phải ăn cái đó nha. Giờ cái này. Cái gì vậy? Cái xé là phải ăn đó. Để mà nó đi vô đi. Cái miếng đó là sao vậy trời? Ở đâu ra thử ăn ngon không? Có phải bỏ loại gì sống không ta? Tôi liên tưởng tới đồ hộp. Y chang thịt gà hộp. Có khác gì đồ hộp không? Ừ. Cái này còn dễ ăn nha. Ừ. Cái nào? Nó là chuẩn cái vị của Trung Quốc luôn á. Rồi đâu có khác gì ở trong hộp đâu, gà ở trong hộp á. Cái này khó ăn lắm. Y chang heo hộp, gà hộp. Mà cái mùi của nó khó ăn. Thử đi. Gia vị nhiều quá. Nè, gia vị mặn quá. Mà cái mùi cũng đâu có mùi gà tươi đâu đúng không? Mùi đồ hộp. Ai nói giờ dầm miệng kìa. Dầm miệng. Hơi cay cay với cái ăn được không? Ừ. Mấy cái này không biết ăn tàu không cho ăn nữa. Tội nghiệp dầm miệng quá thôi, cho thử miếng. Để xé cho thằng kia cho ăn. Rồi rồi. Thôi mặn. Ăn miếng thịt nha, đừng có ăn. Rồi rồi cho nhau dưới ghế luôn. Đó mặn chơi cay nữa, hơi cay nữa. À có gia vị. Mặn với hơi cay là không có ăn đâu. À, chờ. Chảnh lắm.
Thôi, ngồi uống trà đàm đạo nha, up video đây. Đây nè, cái này nó cũng có từng nấc từng nấc đi lên nè, thấy không?